Có thể nói để vươn tới ước mơ trở thành nữ quân nhân, các học viên nữ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với các đồng đội nam cùng trang lứa. Bởi ngoài việc có một thành tích học tập tốt và đạt mức điểm trúng tuyển thường là khá cao, thì sau khi nhập học, các học viên nữ còn phải đáp ứng được yêu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt với các chế độ nghiêm ngặt của quân đội, không khác gì học viên nam. Năm 2020 này thì tiếp tục có 4 học viện nhà trường quân đội tuyển học viên nữ, đó là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Hậu cần. Cánh cửa vào khối các trường quân đội vẫn luôn rộng mở với các bạn nữ thực sự quyết tâm chinh phục ước mơ, khoác lên mình màu xanh của áo lính. Môi trường học tập kỷ luật, tập trung là điều các học viên quân đội phải thực hiện. Dù có sự bó buộc về thời gian, nhưng điều quan trọng là họ được rèn luyện với việc sinh hoạt, học tập, làm việc tập thể và hơn hết là sự gắn bó với tình cảm đặc biệt mà khó môi trường nào có được. Chỉ có ở trong môi trường quân đội này thì chúng em mới xem nhau như là vừa là bạn bè, này, vừa là chị em trong gia đình, cũng như là cả từng đồng chí đồng đội nữa. Những băn khoăn lo lắng về điều kiện học tập cường độ cao, nhất là một số nội dung huấn luyện thể lực là khó tránh khỏi với nhiều thí sinh nữ. Tuy vậy, với những học viên nữ, đây lại là điều giúp họ trưởng thành toàn diện. Sau những bỡ ngỡ khó khăn ban đầu, ai cũng rắn giỏi, có sức khỏe tốt để tự tin thực hiện hoài bão trên con đường binh nghiệp. Khi mà học tập trong môi trường quân đội thì bản thân tôi được học tập và rèn luyện, có thể trau dồi về kiến thức, cũng như là nâng cao các kỹ năng học tập, rèn luyện về thân thể, thể lực, tất cả mọi thứ, kể cả về thực hiện các chế độ hàng ngày. Thực tế, những năm qua, mặc dù số lượng học viên nữ học tập trong các nhà trường quân đội tuy không lớn, nhưng đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, cũng như các cuộc thi tài năng trong và ngoài quân đội. Kết quả này góp phần khẳng định vị thế của nữ giới trong môi trường đào tạo đặc thù mà nam giới có nhiều lợi thế hơn như quân đội. Đó cũng là một trong những lý do chính mà mỗi mùa tuyển sinh, khối các trường quân đội luôn hấp dẫn đối với những nữ sinh tài năng nhiệt huyết. Sau khi xét tuyển, trúng tuyển vào trường, thì căn cứ vào kết quả học tập và nguyện vọng của thí sinh cũng như chỉ tiêu phân bổ ở trên và cơ cấu cán bộ miền, học viện sẽ phân thí sinh và học viện ở 6 chuyên ngành đào tạo của học viện hậu cần. Riêng thí sinh nữ thì sẽ được xếp vào học tại chuyên ngành tài chính. Ở đây chúng tôi đào tạo các học viên nữ thì theo hai hướng, tức là về ngoại ngữ và về quan hệ quốc tế. Thì là tất cả các học viên này sau khi ra trường thì họ có thể tham gia, sau một thời gian họ học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thì họ có thể tham gia vào công tác đối ngoại quốc phòng cũng như tham gia vào hoạt động giữ hòa bình. Và cái điều đó thì là sẽ đóng góp rất tích cực cho Việt Nam trong cái đội, trong con mắt bạn bè quốc tế. Từ những mái trường quân đội, mỗi năm đã có hàng trăm nữ quân nhân tốt nghiệp và cống hiến tài năng trí tuệ của mình, góp phần xây dựng quân đội, và trở thành quân nhân cũng luôn là ước mơ rất đáng để theo đuổi và chinh phục đối với các bạn nữ thực sự quyết tâm và yêu màu xanh áo lính.